Và để tiếp nối chương trình Thanh Hải, xin hân hoan long trọng chào đón tiếng hát lời ca của anh Thanh. Xin mời anh Thanh Thanh gửi đến một ca khúc Lũi Nhỏ Vào Đời. Xin mời anh Thanh Thanh ạ. Và nếu anh Thanh Thanh không có thì Thanh Hải xin mời anh Hoài Diệu ạ. Xin mời anh Hoài Diệu. Và khi Hoài Diệu hát xong thì